Chào các bạn, trong hành trình khám phá Iran, chúng mình đến thăm một trong những cửa hàng saffron lâu đời nhất ở Iran. Saffron là loại gia vị đắt nhất thế giới, được ví như vàng đỏ. Nhụy hoa nghệ Tây hay còn gọi là saffron là một loại cây trồng từ lâu được sử dụng như một thành phần chính trong thực phẩm Ba Tư. Bên cạnh công dụng là gia vị trong món ăn thì nó còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và sắc đẹp. Saffron có thể được dùng hầu hết trong các món ăn của Iran như nấu súp, nấu cơm, ướp đồ nướng, làm bánh kẹo. Ăn cùng mật ong, sữa cũng rất là ngon. Bạn nào muốn dùng saffron tốt nhất từ Iran, hãy để lại bình luận mình sẽ mang về cho các bạn nhé. این رنگش خیلی خوب‌الاده‌ای داره، بو خوبی هم داره. بوشو که مشخص بکنی. ولی اونا بوشون بیشتره. این رنگش بیشتره. این رنگش بیشتره. ولی خب در کل این از همه خوب، این از همه بهتره. هم رنگش خوبه، هم بوش خوبه. اگر شما درست دمش کنید بهترین رنگ و بو رو بهتره. چه روشی بهتره دمش کنید؟ چه روشی؟ اینو پودرش میکنی؟ خب پودرش که من دو قالب یخ برمیدارید میزید رو یخ. خب چیه؟ دست دارن همینه؟ دست دارن یخ یخ میرسید. آره 20 دقیقه چیز میکنیم، بعد 20 دقیقه که یخ رو گذاشیمون آب میشه، درسته؟ حالا 20 دقیقه باید همونو بذاریم دم بکشه. همون که آب شده یخه بعد از 20 دقیقه آره بذاریم روی بخار. آره بعد اینو این کار رو انجام بدیم تا به نتیجه برسیم. اگه میخواد کنیم بگیم کنیم بیاد اینجا بگیم. Saffron. Okay. This 1 gram. Haven't expired. Can keep it 1 year. Yes, but you need. I guess I know this. Saffron. $1. Do you like to give? Yes, yes. قیمت این دو دوش میکنم خواهی که یعنی که چه در هم چیسی؟ مواد کنیم نمچه تو خواهی چه؟
شاید بازم شدید Thank you.